Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì hôm qua là kết thúc các cái lượt trận ở những giải Cup League rồi anh em nhé. Các cầu thủ sẽ trở về với lại quê hương của mình đấy, và chuẩn bị thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở các kỳ World Cup 2022 này tại Qatar. Thì mình cũng sẽ nhận định, có một số cái video nhận định cho World Cup, nhưng mà ngớ nghề anh em ạ. Hôm nay thì lên thấy cái giải vô địch ra Bồ Đào Nha còn trận, thì mình sẽ làm nốt cho anh em đấy. Còn anh em nào yêu thích bộ môn bóng cỏ thì cũng có thể liên hệ với mình, anh em mình ngồi đánh dung bóng cỏ với nhau đấy, cho đỡ ngớ nghề anh em nhé. Thì các lượt trận của ngày hôm qua thì nói thật với anh em là buổi tối thua hơi đậm. Hôm qua các trận buổi tối đá vào ngày hôm 13 đấy. Đấy. Ăn được Arsenal này, thua Brighton, Man U này cũng thua này. Ăn được cái Bayern này. Nói chung là mình thua khá là nhiều nhưng mình đã dùng lại được. Nhưng mà cái lượt trận sáng ngày 14 thì AC Milan và Juve mình ăn full luôn. Đấy. Còn trận ở Olympique Marseille này thì ăn được cái tài trận anh em ạ. Còn mình đánh cho Monaco. Đấy. Thì anh em trên nhóm hôm qua cũng đấy, ăn rất là nhiều. Còn có ông ngủ quên, hai ông hôm qua có hai ông ngủ quên. Một ông mình đẩy lên trên Zalo. Đấy. Gọi là một người anh em ủng hộ mình trên kênh YouTube. Đấy, mình có đẩy cho anh em, cho người anh em đấy mấy cái kèo ngày hôm nay. Cái người anh em đấy khá là hay liên lạc với mình. Thì hôm qua của một người em nữa khá là buồn anh em ạ. Người em trung võ. Khá là buồn cho người em. Mong là người em sẽ có một cái lời nói với bố mẹ. Khá là trẻ. Đấy. Bạn bè rủ dê rồi đi vào con đường bóng bánh. Thì mình cũng đã khuyên người anh em đấy là thôi quay đầu đi. Chứ độ tuổi của em chưa phù hợp để làm chủ cái cuộc chơi này. Đấy, mình cũng có khuyên quay đầu rồi. Hôm qua anh em gọi điện nói chuyện với nhau cũng cả tiếng đồng hồ. Khá là buồn cho người anh em này. Đấy. Số tiền không nhiều anh em ạ. Nó đang học 18 tuổi. Nó 18 tuổi thì đang học thôi. Đấy. Thua cái số tiền hơn 20 triệu. Mình cũng nói rồi. Số tiền 20 triệu nhỏ thì không nhỏ. Nhưng mà lớn không quá lớn. Đấy. Thì mình có khuyên là nên gọi điện cho mẹ hoặc bố để có thể có một cái lời nói để chứng tỏ mình là một người lớn rồi, trưởng thành. Thì hôm qua đây là cái nhóm VIP của mình anh em nhé, nhóm kèo tâm huyết của mình đấy. Hôm qua thì là một đêm cực kỳ rực rỡ, tại vì anh em mình dùng rất là nhiều, ăn dùng rất là nhiều đấy, húp hết luôn. Mình vẫn nói là hết, là mình nói đấy, hết mất kèo góc Monaco nhưng húp hai góc, hút bóc cả hai trận đấy. Hôm qua đúng là Juve và còn hàng Lazio, cũng như là hai cái trận đấy lấy lại cho mình rất là nhiều đấy. Trận Milan, AC Milan đến tận cuối nổ thêm một bàn cực kỳ vui, mình ăn thêm được một cái xiên ba đây. Mình sẽ cho anh em, mình đẩy cả xiên ba cho một người anh em ở ngoài đấy, vớt, thực ra là vớt được một cái. Đây như là không phải xin ba ăn anh em ạ. Từ từ, mình có chết một cái xiên. Đây. Đây, chết cái kèo này, Monaco này. Thì ăn lại được cái kèo Juve này. Ăn tài này. Ăn tài hai trận luôn. Đấy. Cực kỳ rực rỡ. Hôm qua có ăn được một cái xiên. Mình ghép một cái xiên rất là buồn cười. Có nghĩa là một trận là mình sẽ xem lại cái trận đấy, xem là trận nào. Có nghĩa là nó gần hết giờ rồi anh em ạ, nó là phút 90 cộng mấy rồi. Thì kèo nó vẫn còn hiện kèo và ăn có 0.10. Hình như là xỉu trận ăn có 0.10 thì mình đã kết hợp mà trận là AC Milan chấp, lúc đó tỷ số đang là 1-1. Mình đánh cho AC Milan chấp 0.5 này. 0.25 này, và đánh cái tài trận Juve hay là đánh cho Juve gì đó, và
mình vớt được cái kèo cuối đấy, ăn 0.10 thì mình ăn được cái xiên đấy, mình đánh 3 triệu thì ăn được hơn 10 triệu anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm cho anh em cái trận này. Đấy, hết bóng rồi thì cố vớt vát được xem trận nào thì làm trận đấy cho đỡ ngớ nghề anh em nhé. Thì trận đấu giữa Santa Clara và Estoril của giải vô địch ở quốc gia Bồ Đào Nha anh em nhé, hay người ta còn gọi là giải Benfica mở rộng đấy, giống như kiểu V-League của Việt Nam ấy thì mình hay gọi là giải Hà Nội mở rộng. Con hàng Benfica này ở cái giải Bồ Đào Nha này thì vô địch quốc gia Bồ Đào Nha này thì nó là bố đây anh em, nó giống như kiểu PSG của giải Pháp vậy em ạ. Đấy, và giống như AC Milan vậy, nó là bố của giải của nó rồi. Nhiều số bàn thắng thì anh em biết rồi đấy, nó không còn gì để nói nữa rồi. Thì hôm trước mình cũng cho anh em một cũng có chơi cái một trận ở Benfica này, hình như là Benfica với Estoril này luôn hay sao ấy đấy, thì chiến thắng hình như là 5-1 rung liên tục luôn anh em nhé, rung liên tục cũng rung tài liên tục luôn, ăn rất là ngon là phê đấy. Thì cái trận đấu này, trận đấu giữa Clara và Estoril thì anh em nên đi theo cái mã kèo nào? Anh em có thể nhìn bảng xếp hạng, mình cũng có tìm được cái đội hình thi đấu cho anh em có thể quan sát đây. Thì hai bên đều không thiếu cho mình quá nhiều con hàng đấy. Còn bên phía Santa Clara thì thiếu cho mình con hàng Paulo Henrique thôi, còn các con hàng khác thì đã thiếu khá là lâu rồi, thiếu là nhiều lượt trận rồi. Và bên phía Estoril thì thiếu cho mình con hàng Grandes này đấy, với án thẻ điểm cũng khá là cao, 3.6. Tâm linh một chút thì 3.6 anh em nhé. Đấy, mất đi 3.6 thì mình nghĩ là đang có một chút gì đó nghiêng về cho con hàng chủ nhà rồi, cái gì nó cũng phải tâm linh anh em ạ. Mình đánh bóng mình cũng hay đi chùa lắm đấy, nó là cái tâm linh. Thì thực ra nó vừa là tâm linh và nó vừa là cái ổn định tâm lý cho anh em. Anh em cho mình kéo cái này sang, mình vét tin nhắn phát nhé. Thì cái thành tích thi đấu trên sân nhà và trên sân khách của hai đội hiện tại đấy, ở cái giải này thì Santa Clara có cái cầm hòa được con hàng Porto. Con hàng Benfica là bố của cái giải này thì con hàng Porto là mẹ anh em nhé. Đấy, cái giải nó chỉ là hai thằng đá với nhau thôi. Thì đã xuất sắc cầm hòa con hàng Porto. Đấy, Porto này. Con hàng Porto này mình hình như đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng đấy. Hôm 29 tháng 10 cũng rất gần đây thôi. Cầm hòa cả Sporting này. Đấy. Sporting thì các giải khác anh em biết rồi. Để thua Sporting với tỷ số 2-1 thôi. Đấy, tỷ số tối thiểu thôi. Cũng đâm được cho Sporting một bàn này, đâm cho Porto một bàn này. Gần như là trận nào họ cũng có bàn thắng. 4 trận gần nhất trên sân nhà. Còn bên phía Estoril thì cũng không kém phần đâu anh em ạ. Trong 4 lượt trận gần nhất trên sân khách thì họ đều gọi là bất bại. Bất bại. Đấy, thắng nhưng mà thắng những con hàng không lớn. Đấy, thắng Big Center này, thắng Villa này. Đấy, những con hàng nó đây, mình cho anh em đấy xem, nó không quá nổi bật là cái giải này. Cái thành tích đối đầu giữa hai đội thì mình xem thì nó là đang là thiên về tỷ số hòa rất là nhiều anh em nhé. Nhưng mà cái trận gặp nhau gần nhất hôm mùng 10 tháng 4 thì Santa Clara đã xuất sắc chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Đấy. Thì cái trận này họ lại tiếp tục được đá trên sân nhà. Và cái kèo chấp mình đã cho anh em xem. Đấy, Santa Clara chấp có 0.25 thôi. Hiện tại đang ăn đủ. Đấy, Estoril đánh cho Estoril thì anh em ăn 0.92. Và cái kèo tài xỉu của trận này là tài 2.25 và tài ăn 1.08.
Xỉu thì anh em đánh xỉu sẽ ăn 0.82 thôi. Đấy, còn rất nhiều các cái kèo chấp khác anh em có thể lựa chọn. Hiệp 1 thì đồng banh đánh cho Estoril ăn 1.21 và đánh cho Clara thì ăn 0.70. Đấy, tài xỉu của hiệp 1 là 0.75, khá là đáng đầu tư. Góc và thẻ thì hiện tại đang là tài xỉu góc đang là 10. Đấy, Santa Clara chấp 0.5 góc thôi. Ăn 0.91 và đánh cho Estoril thì ăn 0.93. Thì anh em nên đánh góc cho con hàng Clara anh em nhé. Có cái kèo thẻ cho Clara cũng rất là đẹp. 10 trận đá trên sân nhà thì 11 trận nó có 3 thẻ trở lên anh em nhé. Đây phạt góc đây. Sao vẫn còn phạt góc ở đây vậy? Anh em chờ mình một chút, mình sẽ tìm cái kèo thẻ cho anh em. Anh em cũng có thể đánh nhẹ cái kèo cả hai đội đều ghi bàn đấy. Đấy cũng là một cái kèo khá là đẹp. Chưa có kèo thẻ rồi anh em ạ. Vẫn là kèo góc ở dưới đây thôi. Đấy thì hiện tại chưa có kèo thẻ, nên là nếu mà có kèo thẻ thì anh em hoàn toàn có thể đánh cho con hàng Santa Clara nhầm nhất. Kể cả nó ghi bàn trước hay là nó ghi bàn sau. Nếu mà nó ghi bàn sớm thì anh em có thể thôi cái mã tài thẻ. Còn nếu mà nó hết hiệp 1 nó chưa ghi bàn thì anh em có thể nghĩ đến cái mã tài thẻ. Một mình con hàng Santa Clara này nó thoải mái làm cái điều đó anh em nhé. Các cầu thủ của nó thì đây mình sẽ cho anh em xem một số những cái cầu thủ nổi bật. Đấy cũng như là những cái con hàng ăn thẻ nhiều nhất thì ở trận này nó đều ra sân. Với rất nhiều thẻ anh em nhé. Đây Santa Clara anh em tham khảo. Mình sẽ phóng to lên cho anh em có thể quan sát được. Đấy, đều ra sân, rất nhiều thẻ, thẻ vàng, thẻ đỏ đủ kẻ. Đấy. Và thậm chí là con hàng ở Estoril cũng là một con hàng vô cùng cứng anh em nhé, cũng có cho mình hai cái thẻ đỏ rồi. Thì mình sẽ tham khảo thêm cho anh em một số mã kèo nữa như là Santa Clara giờ chấp 0.5 này. Đấy cũng là một kèo chơi được. Nhưng mà cái kèo chấp 0.25 này thì hiện tại đang ăn hơi ít. Mình vẫn đang có thiên hướng gì đó nghiêng về phía con hàng Santa Clara với tỷ số 21 hoặc có thể hơn. Đấy thì chấp 0.5 này sẽ hoàn toàn hợp lý. Tài thì đương nhiên là đánh tài rồi anh em nhé. Hiệp 1 anh em cũng có thể đi nhẹ cho con hàng Santa Clara. Cái kèo chấp này, chấp 0.25 này hiện tại đang ăn khá cao, 1.35. Đấy, tài xỉu hiệp 1 thì một bàn. Nói chung là anh em cũng nên đánh được, cùng lắm thì anh em hòa kèo thôi. Đấy. Anh em cũng nên theo vào cái mã này. Nếu mà đã đánh cho Santa Clara thì nên theo vào cái mã tham khảo thêm cái mã tài 1 này anh em nhé. Ok thì chắc là mình sẽ kết thúc cái trận đấu này ở đây thôi. Đã. Cái mã kèo này thì anh em xem và tham khảo. Đấy, còn nếu anh em muốn có một sân chơi cũng như là một cái nơi tin tưởng để có thể tiến cùng trong cái mùa World Cup này. Đấy cũng có thể là một cái cũng không cần anh em chơi cùng mình. Đấy cũng có thể là chỉ là một cái người đấy định hướng tâm lý cho anh em thôi. Đấy, thì anh em hoàn toàn có thể liên lạc với mình qua Tele cũng như là Zalo để đấy mình có thể hỗ trợ anh em. Đấy, những người anh em nói chung nếu thua tha quá chẳng hạn thì có thể liên hệ với mình đấy để anh em có thể trao đổi nói chuyện với nhau. Mình cũng từng thua tha như vậy thôi. Nói chuyện trao đổi với nhau đấy làm sao mà giúp cho cái tinh thần mình nó đi lên anh em nhé, tránh anh em làm những cái điều dại dột. Ok thì đầu tuần là mình xin chúc anh em có một tuần mới vui vẻ đấy, nghỉ ngơi thoải mái để chuẩn bị chúng ta có một cái mùa World Cup cháy hết mình của World Cup anh em nhé. Ok xin chào và hẹn gặp lại anh em và các video tiếp theo.